Nghệ An Lê Thị Lan Na, 19 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, dùng Facebook ảo rao bán quần áo, khẩu trang y tế, song khi khách chuyển tiền đặt mua thì chiếm đoạt. Na bị tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Nghi Lộc cho biết ngày 22 tháng 2. Theo cơ quan điều tra, Na làm nghề bán hàng online với các mặt hàng quần áo, túi xách. Gần đây, thấy người dân cần khẩu trang y tế để phòng dịch viêm phổi corona, nên Na bán thêm mặt hàng này. Nghi can Na tại cơ quan điều tra, Na lập 3 Facebook ảo liên tục rao bán các mặt hàng, với giá rẻ hơn mức giá thị trường khiến nhiều người tìm đặt. Sau khi người mua chuyển tiền vào tài khoản để đặt cọc sản phẩm, thì Na chặn số điện thoại và Facebook để chiếm đoạt. Một ngày trước, Na bị cảnh sát bắt cùng tang vật 2 thẻ ATM, 2 điện thoại và 10 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, nhà chức trách xác định Na thực hiện trót lọt 150 vụ lừa đảo, chiếm đoạt trên 200 triệu đồng của nhiều người đặt mua khẩu trang, quần áo, túi xách. Trong số này có hàng chục nạn nhân ở khắp cả nước, là khách mua khẩu trang y tế của Na trong hơn một tháng qua. Let's Love Us.